Em nhá, trước mặt anh em đây là bằng một con quay này các bạn này. Con quay của Việt Nam cả đang đăng ký này, 25 triệu bao gồm hai cái mâm trước. Đấy, con này có đặc biệt một cái điều trên thị trường Việt Nam ít người chơi, các bạn biết sao? Cái này là mâm phẳng anh em nhá. Tại sao như vậy thì qua tìm hiểu của em trai chủ xe thì em có chia sẻ là cái mâm phẳng này ấy, thì thứ nhất là vào nó khó hơn, vì sao? Mất công chế hơn, và thứ hai là nhìn nó đẹp hơn cái mâm lồi. Đấy, trên thị trường rất ít xe anh em trước bánh trước của K2 là 10 độ mâm phẳng. Đây là mâm phẳng anh em nhá. Alux thì nó sẽ có hai loại, một loại lồi lên, các bạn nhìn nó lồi lên, và đây là phẳng vào này. Và con này lỗ nó nhỏ thì khi lắp thì nó sẽ khó hơn, là các bạn sẽ phải doa cái la răng này cho to để đút lốc vừa qua. Đấy, đây là toàn bộ hai cái bộ mâm này, bánh trước hai bên. Nó rơi tầm 25 triệu các bạn nhá, nói chung là tầm 25 triệu. Đấy, vì kém một thơm một tí thì nó cũng tầm đầm đấy. Đây lốp này các bạn này. Rồi, lốp mới đét luôn các bạn này. Rồi, còn mâm đây. Đây các bạn, Alux đây. Con này là mâm phẳng anh em nhá. Anh em lưu ý giúp mình nhá, đây là hàng phẳng. Còn mồi lên thì nó thị trường nhiều người về. Đây là một chiếc trong những chiếc xe mà rất hiếm thôi. Anh em lên quả một lốp la răng nhôm phẳng anh em nhá. Con phẳng này thì nó dùng cho xe khách. Đấy, đặc biệt là các bạn nhìn này, nó phẳng này. Các bạn nhìn thấy yêu không? Đấy, 25 triệu bằng con quay. Đấy, ra đăng ký. Đấy các bạn thấy không? Chạy rất là sướng luôn, đầm tay. Đấy các bạn nhìn là hai bên này, 25 triệu này cho chiếc xe K250 của em trai này. Đấy, xe của em trai thì quá đặc biệt rồi, rất là yêu xe rồi. Yêu xe theo kiểu yêu âm thầm anh em ạ. Đấy. Nói chung là lắp thì cũng hơi khó hơn các dòng xe khác anh em nhá. Lắp khó hơn cái dòng mâm lồi thì lỗ nó to, còn mâm con này mâm nhỏ. Thì anh em về là quét ra đút vào đấy, bố chúng ta kê đây. Đấy, hoàn thiện như này 25 triệu, mai kia em còn ốp lúc cái gọi là cái chụp e-lock vào đây nữa thì nhìn nó sẽ đẹp hơn nữa. Đấy, ok anh em nhá. Đấy, chiếc xe gần như là hạn hữu ở thị trường ngoài Bắc chơi quả mâm bằng. Đấy bạn nhìn này. Đấy, lốp nó to ra nhìn trông giống kiểu xe béo không các bạn. Đấy, cái này nó phẳng lừ anh em này. Nó phẳng, nó không lồi lên. Đấy, đẹp không các bạn? Các bạn quá ngắm nghía luôn. Chạy con này thì theo Sơn chia sẻ nó sẽ đầm tay lái hơn anh em nhá. Chạy cao tốc đóng nó đầm tay lái hơn, êm sướng hơn. Đấy, bạn nhìn đẹp không? Nhôm. Ok anh em nhá. Có gì mình sẽ quay chi tiết chiếc xe này ở video khác cho anh em tham khảo qua nữa. Đấy, vì em trai còn độ rất là nhiều bài. Đấy, các bạn có thể vào tham khảo những cái video của em, ý là độ con này không có bình ắc quy này. Một lúc 6 cái còi hơi trên xe này, 6 loại còi trên xe này. Rồi rất là nhiều thứ và rất là đơn giản thôi, nhưng mà mình sẽ làm nhiều video để cho anh em xem nó ngắn gọn hơn để anh em hiểu. Ok anh em nhá, cảm ơn anh em rất là nhiều.